lạc bộ Hải Phòng thắng nghẹt thở tại AFC Cup, thắp sáng hy vọng đi tiếp. Cú đúp bàn thắng đẹp mắt của Đàm Tiến Dũng đã giúp câu lạc bộ Hải Phòng có chiến thắng kịch tính và mang ý nghĩa rất quan trọng trước câu lạc bộ Sa Pa ở sân chơi AFC Cup 2023-2024. Ở lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Cup 2023-2024, câu lạc bộ Hải Phòng phải chạm trán với đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng H là câu lạc bộ Sa Pa, Malaysia, vào chiều ngày 25 tháng 10 trên sân Lạch Tray. Đội bóng đất cảng rơi vào thế khó và buộc phải giành chiến thắng trong màn so tài với đại diện của Malaysia để nuôi cơ hội đi tiếp. Với lợi thế sân nhà, câu lạc bộ Hải Phòng nhập cuộc đầy tự tin và tràn đội hình lên tấn công ngay từ đầu trận. Mặc dù kiểm soát bóng nhiều nhưng mảng miếng tấn công của đội chủ sân Lạch Tray lại chưa thật sự sắc nét, trong khi hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Sa Pa không dễ bị khai thác. Sau nhiều nỗ lực tấn công, sự may mắn đã giúp đội bóng đất cảng bất ngờ có hai bàn thắng chóng vánh để dẫn trước 2-0 trong hiệp 1. Phút 14, Hữu Sơn thực hiện pha tạt bóng từ cánh trái vào vòng cấm để đồng đội băng lên dứt điểm. Tuy nhiên, pha treo bóng hơi sâu này lại vô tình đi xoáy vào góc xa và vào lưới, giúp câu lạc bộ Hải Phòng dẫn trước 1-0. Đến phút 18, Đàm Tiến Dũng xoay người tung cú sút xa bằng chân trái đưa bóng đi đập đất, khiến thủ môn đối phương bị bất ngờ và phải vào lưới nhặt bóng. Dẫn trước 2 bàn, câu lạc bộ Hải Phòng chủ động chơi chậm lại để bảo toàn tỷ số. Sang hiệp 2, câu lạc bộ Hải Phòng nhường thế trận cho đối thủ và ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà. Đến phút 71, hàng thủ đội chủ nhà đã có phần mất tập trung để câu lạc bộ Sa Pa phối hợp và có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ cú đánh đầu của Ramon. Sau khi nhận bàn thua, câu lạc bộ Hải Phòng ngay lập tức tràn lên tấn công và có bàn thắng đào sâu cách biệt. Phút 72, Đàm Tiến Dũng nhận bóng trong vòng cấm và đặt lòng tinh tế vào góc cao, khiến thủ thành đối phương chỉ biết đứng nhìn. Nâng tỷ số lên 3-1 cho đội bóng đất cảng. Trận đấu trở nên kịch tính hơn bao giờ hết khi câu lạc bộ Sa Pa có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 80. Gary đi bóng dũng mãnh và tung cú nã đại bác ghim bóng vào góc xa, níu kéo hy vọng giành điểm cho đại diện của Malaysia. Trong những phút cuối, câu lạc bộ Sa Pa dù tạo ra sóng gió liên tục lên khung thành thủ môn Đình Triệu nhưng không thể ghi thêm bàn thắng nào. Chung cuộc, câu lạc bộ Hải Phòng giành chiến thắng 3-2 trước câu lạc bộ Sa Pa. Qua đó, đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tạm vươn lên đứng nhất bảng H với 6 điểm sau 3 trận. Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng đội 200 triệu đồng. Ở lượt trận thứ 4, đội bóng đất cảng sẽ đến Malaysia tái đấu với câu lạc bộ Sa Pa vào ngày 9 tháng 11. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn. Thank you.